Chào mừng các bạn đến với tử vi ngày mai, tử vi tướng số. Xem tử vi hàng ngày giúp chúng ta cái nhìn tổng quan về giờ tốt xấu, hướng xuất hành, tuổi bị xung khắc, sao tốt sao xấu, tài vận, sự nghiệp hôm nay, ngày mai của mỗi cá nhân. Hy vọng đây sẽ là nguồn thông tin tham khảo hữu ích để bạn chuẩn bị thật tốt cho mỗi dự định trong tương lai. Chúc quý vị một ngày an lành. Ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021 dương lịch là ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2021 thứ 6. Âm lịch là ngày 4 tháng 8 năm 2021. Xem ngày tốt hay xấu, xem giờ tốt, giờ xấu trong ngày 10 tháng 9 năm 2021 như thế nào nhé. Thông tin ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021. Dương lịch mùng 10 tháng 9 năm 2021. Âm lịch ngày mùng 4 tháng 8 năm 2021. Bát tự, ngày Tân Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu. Nhằm ngày, Ngọc Đường Hoàng Đạo, trực, kiến tốt cho xuất hành, kỵ khai trương. Hợp xung, tam hợp tỵ, Sửu, lục hợp Thìn, tương hình, Dậu, tương hại, Tuất, tương xung, Mão. Tuổi bị xung khắc với ngày Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi. Tuổi bị xung khắc với tháng Tất Mão, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi. Ngũ hành nhiên mệnh Thạch Lựu Mộc, ngày Tân Dậu, tức can chi thương đồng kim là ngày cát, nạp âm, Thạch Lựu Mộc, kỵ tuổi Ất Mão, Kỷ Mão, ngày thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành kim cục. Xung Mão, Thìn Dậu, hại Tuất, phá tí tuyệt dần. Sao tốt sao xấu, sao tốt quan nhật lục nghi, trừ thần, ngọc đường, minh phệ. Sao xấu, nguyệt kiến, tiểu thời, nguyệt hình, yếm đối, chiêu giao, phục nhật, dương thác. Việc nên không nên làm, nên cúng tế, không nên cầu phúc cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ thẩm mỹ, chữa bệnh, động thổ, đổ máy, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, san đường, sửa tường, đào đất, an táng, cải táng. Xuất hành, ngày xuất hành là ngày thiên tài nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận. Hướng xuất hành, đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần, hướng Tây Nam để đón hỷ thần, không nên xuất hành hướng Đông Nam vì gặp hạc thần. Giờ xuất hành 23:01, 11:13, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ báo tin vui mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu tài sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1:03, 13:15, cầu tài không có lợi hay bị trái ý, ra đi gặp hạn, việc quan phải đòn, gặp ma quỷ cúng lễ mới an. 3:05, 15:00, 17:00, mọi việc đều tốt, cầu tài đi hướng Tây, Nam. Nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 5:07, 17:00, 19:00, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc quan nhiều may mắn. Người xuất hành đều bình yên, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin vui về. 7:09, 19:00, 21:00, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về, đi hướng Nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ, miệng tiếng rất tầm thường. Việc làm chậm, lâu la nhưng việc gì cũng chắc chắn. 9:11, 21:00, 23:00, hay cãi cọ gây chuyện đói kém, phải nên đề phòng, người đi nên hoãn lại, phòng người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, quý vị nhớ đăng ký kênh để xem thông tin tử vi hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.